cáp phải tội gì? Thì lừa đảo. Nhìn đây nè. Ừ. Phương là nhà ngoại. Chỗ mày ở thì nghe là Phương mà đúng không? Gọi lên. Về tại Phương 2010 đúng không? 2010 đã rồi, 2017 thì phạm tội. Không có. Hết rồi chờ lên cái cài của Phương. Một công địa điểm là tàu 4 tại Bắc Bình Hải. Không gái. Mày biết là khi đó là tao đang sẵn hơn rồi. Mày che bị mày che mày những cái gì. Sao bỏ trốn? Thì không có trốn. Thế sao? Vậy vẫn ở khu vực. À. Cáp phải tội gì? Thì lừa đảo. Nhìn đây nè. Ừ. Phương là nhà ngoại. Chỗ mày ở thì nghe là Phương mà đúng không? Gọi lên. Về tại Phương 2010 đúng không? 2010 đã rồi, 2017 thì phạm tội. Không có. Hết rồi chờ lên cái cài của Phương. Một công địa điểm là tàu 4 tại Bắc Bình Hải. Không gái. Đó là tao đang sẵn hơn rồi. Mày che bị mày che mày những cái gì. Sao bỏ trốn? Thì không có trốn. Thế sao? Vậy vẫn ở khu vực. À.